Xin chào các bạn đến với Canxi 2X. Hôm nay 2X xin giới thiệu với các bạn ngôi nhà kết hợp kinh doanh tiệm vàng và ở khách hàng ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Hình ảnh các bạn đang thấy là đã thi công ép cọc ly tâm đã xong. Với chiều rộng của khu đất là 15m, chiều dài khu đất là 30m. Diện tích xây dựng nhà là 22m nhân với 15m, diện tích mỗi sàn là hơn 300m2. Phía trước mặt tiền là kinh doanh, còn phía sau dùng để ở. Các tầng ở phía trên sẽ dùng cho sinh hoạt của gia đình. Các bạn ở khu vực Nhân Trạch, Đồng Nai hoặc các tỉnh lân cận có nhu cầu thiết kế và thi công nhà thì hãy liên hệ ngay với Canxi 2X để được tư vấn và khảo sát thiết kế thi công. Giá trị thiết kế chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng kinh phí xây dựng nhưng lại quyết định sự hoàn hảo chắc chắn nhất cho ngôi nhà của bạn. Những điều tối thiểu không thể thiếu trước khi xây nhà: hồ sơ bản vẽ nhà có hình 3D phối cảnh tổng thể công trình, sơ đồ công năng không gian nhà thoáng, đẹp, tiện nghi, tính toán kết cấu thép đảm bảo độ bền vững cho công trình. Quy trình thiết kế nhà đẹp Canxi 2X gồm 4 bước: 1. Khảo sát. 2. Tư vấn phong thủy. 3. Thiết kế phối cảnh kiến trúc, kết cấu, điện nước. 4. Giám sát tác giả. Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng đội ngũ thiết kế nhà đẹp chuyên nghiệp của chúng tôi.